Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Sun Sale và đánh giá. Là mình đây, Phú Trần. Realme GT2 Master Explorer Edition là một flagship siêu phẩm mới nhất đến từ nhà Realme. Và đây có lẽ là cái phiên bản mà mình cảm thấy ưng ý nhất ở trên Realme nha. Một cái phiên bản mà thiết kế vô cùng đẹp. Vậy thì sau khoảng hơn một tháng mình có trải nghiệm Realme GT Master Explorer Edition, mình cứ đọc tắt là Realme GT Master nha, cho nó tiện, thì nó có cái gì ưu và nhược điểm, cũng như là mình sẽ chia sẻ tất cả những gì mình trải nghiệm ở trên máy này. Ok, vào việc nha. Các bạn ơi, các bạn ủng hộ chúng mình bằng cách like, share và đăng ký kênh. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Có lẽ thiết kế là cái điểm chiếm trọn spotlight của mình, đặc biệt là cái phiên bản giả da mình đang có ở đây. Nó thực sự rất đẹp và cực kỳ tinh tế luôn. Và đây là một trong những chiếc máy mà mình cảm thấy ưng ý nhất về thiết kế ở trên Realme. Nói đúng hơn, Realme GT2 Master, cái phiên bản đặc biệt này này, nó giống như kiểu là một cái đồ vật trang trí của chị em vậy. Về cái trọng lượng nhá, nó vô cùng nhẹ. Bởi vì sao? Các bạn biết không, cái vật liệu cấu thành lên Realme GT2 Master nó được làm bằng vật liệu hàng không các bạn nha, rơi vào khoảng 195g. Cái cảm giác cầm nắm nó không bị cần tay đâu các bạn. Rõ ràng là về thiết kế nó theo cái xu hướng là vuông thành sát cạnh đúng không? Nhưng do cái trọng lượng nó quá nhẹ như thế, khi các bạn cầm nhá, nó không có gì khó chịu cả. Mình đang sử dụng iPhone 13 đây. Về cái cảm giác cầm nắm đầu tiên nhá, chấp nhận đồng ý là khi mới cầm ý, nó hơi bị cần tay một tí. Nhưng sau khi một thời gian mình hay sử dụng, gọi là không dùng ốp lắm, hay dùng theo kiểu này này, nó rất dễ dàng. Và khi sử dụng iPhone 14 Pro, mình đã có ý định chuyển sang từ iPhone 13 sang iPhone 14 Pro rồi. Nhưng có một cái vấn đề duy nhất là về trọng lượng nó quá nặng, nên là mình không đổi nữa, quyết tâm sử dụng con này thôi. Realme cũng trang bị cái nút check giữ ẩn đầu tiên của hãng ở trên Realme GT2 Master. Thế thì mình cũng muốn nói kỹ hơn một tí về cái phím check giữ này, nó có cái gì và cái điểm mà mình không hài lòng ở trên cái phím check giữ này nhá. Cái điểm đầu tiên, các bạn nhìn cái giao diện khi mở cái setting phím checker lên, có điều chỉnh vị trí nhận checker, chế độ Game Focus Mode giúp các bạn ngắt một vài cái tác vụ bên ngoài, ví dụ như là thông báo, ví dụ như cuộc gọi đến này, hay báo thức quay video, có cả điều chỉnh lực nhấn nữa. Và tất nhiên, các chế độ tùy chỉnh ở trong cái chế độ cái nút checker này nó không được đa dạng giống như là gaming phone đâu, vẫn có những hạn chế nhất định, ví dụ như là cái độ nhạy nó chưa tốt này, phải ấn một lực đủ mạnh thì mới được. Cái nút trigger này hầu như mình chỉ dùng để chơi PUBG là chính thôi. Còn game MOBA, Genshin thì mình toàn điều khiển ở cái nút ở trong màn hình. Nói về cái phím trigger như thế là đủ rồi. Thế thì về khả năng thực chiến với con chip Snapdragon 8 Plus Gen 1 trên Realme GT2 Master nó sẽ như thế nào? Các bạn đừng kỳ vọng quá về hiệu năng ở trên Realme GT2 Master. Bởi vì sao? Khi mà mình có test thực tế nhá, về cái độ ổn định khung hình mình thấy nó chưa ngon. Cái thứ hai nữa, khi mình có chơi PUBG Mobile, cái map là Nusa ấy, các bạn cũng biết là với Nusa cái diện tích nó chỉ là 1 km thôi, và khi mình chơi kết thúc ván đấy chơi rất là nhanh thôi, nhưng mà cái nhiệt độ nó nóng lên không phải giọng vừa đâu nha. Mình không biết sau này Realme có cập nhật cái bản nào đó để hỗ trợ cải thiện FPS hay là không. Đến thời điểm hiện tại, Snap 8 Plus Gen 1 trên Realme GT2 Master mình thấy nó quá tệ. Nhưng bù lại, chúng ta có một cái màn hình, ôi trời, một cái màn hình vô cùng đẹp. Thực sự, về Android nhá, đây là một trong những cái màn hình đẹp nhất mà mình từng được trải nghiệm. Nó kể cả về cái thiết kế màn hình này, kể cả về cái thiết kế mặt kính trước này, hay là về cái diện tích hiển thị, cũng như là về cái màu sắc, nó đẹp vô cùng luôn. Không có máy nào nếu mà trong thế giới Android trong tầm giá như thế này nhá. Bây giờ mình thấy Realme GT2 Master mức giá nó khoảng 13 triệu thôi, chứ không có cao đến 14 triệu chín 15 triệu như cái thời điểm mới ra mắt đâu. Thì đây là một chiếc máy vô cùng sexy. Chúng ta sẽ có một cái khung viền này, các bạn thấy không, nó mỏng đều về các phía nhá. Nó chỉ có cái khung viền dưới nó dày hơn một chút xíu thôi, nhưng mà không đáng kể. Máy sẽ được trang bị cái tấm nền là OLED có HDR10+ 120Hz, kích thước màn hình là 6.7 inch. Và khi bạn trải nghiệm trên một cái màn hình nó gần như là tràn viền như thế này, mặc dù nhá, nó không có theo kiểu là thác nước giống như một vài cái máy Xiaomi khác, nhưng mình đánh giá đây là một chiếc máy có thiết kế vô cùng đẹp về mặt trước. Ở mặt trước sẽ có cam selfie với độ phân giải là 16 megapixel. Và về cái chất lượng mình chụp ảnh nhá, đầu tiên về cam selfie đi, đây là một cái nước ảnh mình thấy rất là ok trong tầm giá rồi nha. Với Realme đi, chúng ta vẫn sẽ được cà mịn mặt một chút này, làm cho cái môi hơi hồng một tí này. Còn về camera sau, máy sẽ có cam chính với độ phân giải là 50 megapixel, cam ultra wide 50 chấm và cam macro 3 chấm. Về các tính năng chụp ảnh trên Realme GT2 Master thì vô vàn rồi, kể cả các dòng cũ như là Realme GT, GT2 chẳng hạn thì cũng có tính năng tương tự thôi. Về cam chính đi, mình cũng có chụp một cái bức ảnh các bạn có thể thấy trên cái màn hình,
màu sắc này, về độ nổi khối này, và đặc biệt hơn vẫn có một cái độ chi tiết nhất định nha. Bầu trời nó được xử lý màu sắc vô cùng tươi. Tiếp theo là cam Ultrawide, máy vẫn giữ được cái màu sắc giống như cam chính luôn, thậm chí là cái màu sắc nó còn tươi hơn cả cam chính luôn các bạn. Tiếp theo đến cam Zoom 2X. Nếu như so sánh cái Zoom 2X này với một vài cái máy của Redmi nhá, thì màu sắc nó sẽ biến đổi khá là nhiều, thậm chí nó còn nhợt nhạt hơn tương đối luôn. Còn với Realme GT 2 Master, cái màu sắc ok, nó có biến đổi một tí, nó có nhợt nhạt một tí, nhưng về cái khu vực bầu trời này, cái xử lý HDR nó vẫn cực kỳ ngon các bạn nha. Với cái chế độ chụp ban đêm trên Realme GT 2 Master, mình thấy bất ngờ luôn, cũng rất ngon nha. Về cái độ chi tiết này, khi bạn phóng to lên nó không bị nhòe đâu các bạn, thậm chí xóa phông vẫn rất ngon nha. Và có một cái chế độ khá là hay là chế độ chụp thiên văn. Nếu như bạn nào chưa thử thì mình cũng chia sẻ luôn. Với cái chế độ chụp thiên văn này, các bạn sẽ đợi đâu đó khoảng mất 5 phút để chụp ra một cái tấm ảnh đẹp như các bạn nhìn thấy trên màn hình. Và mình sẽ so sánh luôn giữa chế độ chụp thiên văn và chế độ chụp ban đêm, khi mà chụp trên trời nó sẽ như thế nào, các bạn cũng có thể nhìn trên màn hình luôn nhá. Có những cái chế độ thú vị khác, ví dụ như là soi da này, ví dụ như là kính hiển vi chẳng hạn, khá là hay. Còn về chất lượng quay video, mình có quay một cái video với độ phân giải là Full HD và 60fps. Các bạn nhìn, về khi mình đi chậm bình thường này thì vẫn ok đúng không? Và mình có chạy một tí thì được cái do có chống rung của OIS, và cái khả năng chống rung trên cái máy này nó cực kỳ ngon các bạn nhá. Nó ngon hơn hẳn Redmi K50 Ultra. Vậy thì với dung lượng pin thì sao? Với cái dung lượng pin là 5000 mAh và cái công suất sạc 100W đầu tiên của Realme, cái thời gian sạc đầy cái máy này nhá, bọn mình có test thử nó cũng rơi vào khoảng 24 phút. Và với cái dung lượng pin 5000 như thế này thì các bạn có thể on screen đâu đó khoảng 8 đến 9 tiếng, như vậy là siêu trâu rồi đúng không? Mình cũng có thử để máy qua đêm, khi mà bật 4G này các thứ thì phần trăm pin nó chỉ mất khoảng 1-2% khi mà qua một đêm thôi. Ngoài ra thì đây, chúng ta vẫn sẽ có một cái cảm biến vân tay ở trong màn hình. Cái tiếp theo nữa, về cái phần mà các bạn mình nghĩ là cũng sẽ cần giải đáp cho các bạn luôn để các bạn đỡ thắc mắc, là về liên quan đến cái thông báo. Ở cái thông báo trên Realme GT 2 Master nhá, thì thông báo vẫn rất ok, nó không có hiện tượng bị trễ thông báo đâu. Thời điểm đầu khi mình mới sử dụng ấy, chưa quen thì chỉ mất khoảng một vài lần bị trễ thông báo thôi. Khi mà dùng quen rồi, thậm chí mình không có ghi ứng dụng, mình không có làm bất kỳ một cái gì cả, thì thông báo nó vẫn về đều nhá. Nhưng mà tất nhiên cái tình trạng bị trễ thông báo không phải là không xảy ra, mà có xảy ra nhưng mà ít thôi. Như vậy với Realme GT 2 Master, đây là một chiếc máy không phải quá hoàn hảo. Và kể cả các bạn tìm cái máy khác đi, không có một cái gì gọi là hoàn hảo hết cả, thì các bạn chọn máy này. Bởi vì sao? Bởi vì thiết kế, bởi vì màn hình, bởi vì mọi thứ được trang bị trên máy này nó vô cùng mạnh và vô cùng hiện đại luôn. Và đây là chiếc máy không để dành cho chuyên chơi game, mặc dù được trang bị cái nút trigger ở trong cái khung này. Ảo chưa? Nút trigger ẩn các bạn nha, chứ không phải nút trigger lồi lên giống như K50 Gaming hay là một vài cái máy khác đâu. Thì các bạn thấy thế nào? Với Realme GT 2 Master, nếu mà bằng giá nhá, với Redmi K50 Ultra thì mình lại thích con này hơn. Trước thì mình có bảo là mình nên chọn Redmi K50 Ultra, nó sẽ được ngon hơn. Lúc đó là cái mức giá giữa khoảng 12 triệu và khoảng 15 triệu thì chắc chắn chọn Redmi K50 Ultra rồi. Nhưng bây giờ thì khác nhỉ. Hơn 12 triệu K50 Ultra, và đây gần 13 triệu. Chắc chắn mình sẽ chọn máy này, bởi vì sao? Mình không chơi game nhiều, thỉnh thoảng chơi game thôi thì chiếm một cách ngon lành cành đào được. Một lần nữa mình khẳng định Realme GT 2 Master X-Pro Edition, đây không phải là một chiếc máy hoàn hảo, nhưng đây là một chiếc máy toàn diện nhất với mức giá tầm khoảng 13 triệu mà các bạn có thể tìm thấy. Và ý kiến quan điểm của các bạn thế nào về chiếc máy Realme GT 2 Master X-Pro Edition này, đừng quên để lại comment bên dưới nhé. Rất mong các bạn ủng hộ chúng mình bằng cách like, share và đăng ký kênh để chúng mình sớm đạt được 10.000 sub nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.